Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Mà tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay cũng có, có nội dung đáng chú ý sau đây. Thấy Hoàng Anh Gia Lai thăng hòa, người Thái mong Kia Ti Sắc sớm về nước, bầu đức lo lắng. Thưa quý vị, sau chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trước An Giang ở vòng đấu vừa qua, nhiều cổ động viên mong muốn huấn luyện viên Kia Sắc sớm về Thái Lan để phụng sự nước nhà. Kể từ khi Kiati xác nhận lời bầu Đức dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng phố núi đã có những sự thay đổi rõ rệt. Từ một câu lạc bộ dành cả thanh xuân để trụ hạng, Xuân Trường và đồng đội đang thể hiện một sức mạnh tuyệt đối ở V-League khi liên tục dẫn đầu bảng. Ở đấu trường Cúp Quốc gia, mới đây Hoàng Anh Gia Lai đánh bại An Giang với tỷ số 2-1 để đi tiếp. Chứng kiến phong độ thăng hoa của Kia Tisak và học trò, nhiều người hâm mộ Thái Lan bày tỏ mong muốn huyền thoại của họ quay trở về để dẫn dắt tuyển quốc gia nước nhà ở phần bình luận trong bài báo với tựa đề Hoàng Anh Gia Lai gặp khó trước khi Kiatisak thay người xuất sắc lật ngược thế cờ ở phút 90, nhiều cổ động viên Thái Lan để lại lời khen cho Zico. Một tài khoản viết rất tốt Zico, mong anh sớm về nước. Một tài khoản khác lại mong muốn Thái Lan mua bản quyền phát sóng các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi đang rất quan tâm tới đội bóng này và Kiatisak. Nếu các bạn mua bản quyền phát sóng của họ thì quá tốt. Rõ ràng việc Kia Tisak tạo nên những dấu ấn rõ nét tại sân chơi V-League đang có những ảnh hưởng tích cực tới từ người Thái. Khi mà Thái League đang tạm nghỉ, các cầu động viên Thái Lan dồn hết sự chú ý của mình sang V-League nói chung và Hoàng Anh Gia Lai nói riêng. Ở trận tới đây, thầy cho Kia Tisak phải hành quân tới làm khách bên sân của Thanh Hóa. Nếu giành chọn 3 điểm trong trận đấu này, đội bóng phố núi sẽ tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu của bảng xếp hạng nên tiếp theo muốn làm nên lịch sử, huấn luyện viên Kiattisak và Hoàng Anh Gia Lai phải đối mặt với chặng đua tử thần. Thưa quý vị, hành trình tới chức vô địch Cúp Quốc gia 2021 của Hoàng Anh Gia Lai là đặc biệt khó khăn khi họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những địch thủ cực mạnh. Hy vọng vào chiến công lịch sử cho huấn luyện viên Kiattisak và Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu thăng hoa ở mùa 2021, họ dẫn đầu V-League với 3 điểm hơn phần còn lại. Tham vọng vô địch giải quốc gia của Kiatisak đang có cơ hội trở thành hiện thực và có vẻ như không chỉ dừng ở đó, Zico Thái còn muốn giúp Hoàng Anh Gia Lai có lần đầu vô địch cúp quốc gia. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, khi Hoàng Anh Gia Lai suýt thua An Giang 0-1, Zico Thái tỏ ra lo lắng, lập tức tung dàn sao gồm Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương vào sân. Chu cuộc, Hoàng Anh Gia Lai thắng ngược 2-1 để tiếp tục chinh phục chức vô địch cần nhớ trong quá khứ thành tích tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai ở cúp quốc gia là ngôi Á quân và nhờ dưới tay Kia Tí Sắc năm 2010 ấy, cô Thái cũng tỏ ra tiếc nuối vì thua sông Lam Nghệ An 0-1 ở trận chung kết do lối chơi bóng nhỏ kỹ thuật bị phá sản bởi trận mưa to. Nếu có thể vô địch cả cúp quốc gia lẫn V-League, Hoàng Anh Gia Lai tạo nên hai cột mốc lịch sử cực kỳ quan trọng của câu lạc bộ. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Trạng đua tử thần cho Hoàng Anh Gia Lai. Tính riêng ở quốc quốc gia. Hoàng Anh Gia Lai đã rơi vào nhánh đấu tử thần. Ở vòng 1-8, họ phải gặp đối thủ mạnh là Đà Nẵng. Nếu tiến tới tứ kết, khả năng cao, đối thủ Hoàng Anh Gia Lai là Á quân Việt Theo, gặp Hải Phòng ở vòng 1-8. Còn nếu vào bán kết, khả năng cao, Hoàng Anh Gia Lai phải đụng độ Hà Nội FC. Đội vô địch mùa trước Ở nhánh đấu còn lại, đội đẳng cấp nhất chỉ có Than Quảng Ninh, nên nếu vào chung kết, Hoàng Anh Gia Lai khả năng cao gặp đối thủ này. Tất nhiên, nếu có thể vượt qua Đà Nẵng, Việt theo, Hà Nội, Than Quảng Ninh cũng không phải đối thủ quá đáng ngại cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng trạng đường này chỉ nhìn thấy thôi, cũng thấy rằng e ngại phần lớn cho thầy trò Kia tí sắc. Với lối chơi phòng ngự phản công ưu tiên sự chặt chẽ, Việt theo đặc biệt lợi hại ở các giải đấu cúp. Bằng chứng là năm ngoái, họ không chỉ vô địch V-League mà còn vào chung kết cúp quốc gia, chỉ thua xít sao Hà Nội 0-1. Ở Hà Nội thì khỏi nói, họ đang khủng hoảng vì chấn thương, chứ phong cách đội hình của câu lạc bộ phù hợp cả đá giải lẫn đá cúp. Họ cũng đã vô địch cúp quốc gia năm 2019-2020. Khó khăn sẽ càng tôn lên giá trị của chiến thắng. Nếu huấn luyện viên Kia Tisak có thể đưa Hoàng Anh Gia Lai vô địch cả V-League lẫn cúp quốc gia, đây sẽ là chiến công không thể nào quên ở lịch sử bóng đá Việt Nam, là món quà độc nhất vô nhị cho Bầu Đức, là sự khẳng định không thể phủ nhận tài năng của lứa cầu thủ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Tin tiếp theo, Tiến Linh và Văn Toàn điểm lành cho bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, phong độ ghi bàn ấn tượng của Văn Toàn Tiến Linh đang là khác biệt lớn nhất của V-League 2021 so với mùa giải trước, chính là điểm lành cho bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhiều năm liền, V-League tồn tại một cuộc thi không có danh phận đó là đua vua phản lưới nội. Năm 2018, Câu Phượng và Tiến Linh chạy đua cho danh vị này đến vòng cuối cùng với phần thắng thuộc về chân suốt của câu lạc bộ Bình Dương. Tại sao lại là vua phản lưới nội? mà không gộp chung với danh hiệu vua phá lưới, câu trả lời nằm ở số lượng bàn thắng của cầu thủ nội luôn ở mức rất thấp. Không đáng kể so với ngoại binh, tiền đạo Việt Nam không phải đối thủ của tiền đạo ngoại nên giới chuyên môn tự tạo ra một cuộc đua nội bộ giữa các chân sút nội bộ như một giải pháp an ủi. 18 năm qua, chỉ một lần danh hiệu vua phá lưới thuộc về cầu thủ nội, không tính cầu thủ nhập tịch. Đó là mùa 2017 mà Anh Đức sở hữu số bàn thắng nhiều nhất giải, Mùa 2020, Phượng là cầu thủ Việt ghi nhiều bàn nhất với 6 pha lập công, trong khi 4 chân sút ngoại Pedro Paulo, Wars, Bruno Harique, Rimario Gordon đều có trên 10 bàn. Tuy nhiên, mùa 2021 đang chứng kiến các chân sút nội vùng lên. Sau 10 vòng, Văn Toàn, Tiến Linh cùng có 6 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua phá lưới. Giờ đây, các tiền đạo Việt Nam đua sòng phẳng với tiền đạo ngoại, thay vì tuổi phận chấp chỉ cạnh tranh với nhau. Xét về mức độ đóng góp, Văn Toàn nhìn hơn Tiến Linh, cầu thủ sinh năm 96 vừa ghi bàn vừa kiến tạo tốt. Dưới sự dẫn dắt của Kia Tisak, Văn Toàn mài rũa khả năng di chuyển, dứt điểm lên một tầm cao mới. Cầu thủ số 9 là miếng ghép hoàn hảo cho lối chơi phản công, được xây dựng thành nền tảng trong Hoàng Anh Gia Lai hiện tại. Văn Toàn đã di chuyển thông minh, dứt điểm chân trái tốt, rút xa nguy hiểm và dứt điểm từ khoảng cách 35m cháy lưới câu lạc bộ Đà Nẵng là minh chứng cho pha đẳng cấp mới của Văn Toàn. Văn Toàn từng bị trợ lý huấn luyện viên Park Seo che thiếu quyết liệt trong phòng ngự, nhưng anh đủ thể lực để chạy khắp mặt sân, giúp lối chơi tấn công của Hoàng Anh Gia Lai cơ động hơn. Theo huấn luyện viên Đức Thắng, Văn Toàn là cầu thủ mà mọi hàng thủ V-League phải dè chừng. Không chạy nhiều và đa năng như Toàn nhưng Tiến Linh xử lý nhanh gọn, dứt khoát, đặc trưng của một trung phong cắm. Tiến Linh được huấn luyện viên Park đánh giá là sự lựa chọn số 1 trên hàng công nhờ lối chơi hiện đại, thông minh, khó tìm thấy ở một chân sút nội khác. Nhờ vậy, thầy Park trao suất đá chính cho Tiến Linh ở vòng loại World Cup sau khi cùng U22 Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 2019 và dự bị cho Anh Đức ở AF Cup 2018. Với lợi thế thể hình mét 80, Tiến Linh được xem là trung phong hoàn hảo nhất 15 năm qua. So với văn toàn, Tiến Linh bất lợi hơn khi phải thi đấu ở tập thể Bình Dương đang chuyển giao và trẻ hóa. Anh không được như văn toàn có các ngôi sao ăn ý hỗ trợ tại Hoàng Anh Gia Lai như Câu Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh. Ở đội bóng đất thủ, chân sút sinh năm 97 phải học cách thích nghi và độc lập tác chiến, với những đối tác thay đổi theo mùa. Dù vậy, hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi luyện tiến linh thành tiền đạo toàn năng nhạy bén. Dù trong hệ thống chiến thuật hay được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nào, tiến linh đều được chứng minh giá trị và quyết tâm. Từng nổi danh với những pha không chiến mạnh mẽ, tiến linh dần mài sắc kỹ khả năng đánh hơi bàn thắng trong khu vực cấm địa và nay dứt điểm từ xa như cách sút tung lưới câu lạc bộ Đà Nẵng hoặc đáng nhớ nhất là siêu phẩm vào lưới UAE. Trong vòng 12 tới, hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương gặp nhau trên cuộc đối đầu giữa hai chân sút xuất sắc nhất Việt Nam, đó là Tiến Linh và Văn Toàn. Bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những cuộc đua như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.